Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Qua những đoạn cắt ngắn vừa rồi, chúng ta nhận thấy một thực trạng đang hàng ngày hàng giờ diễn ra xung quanh chúng ta. Đó là người trẻ sung sức, không lo nghĩ đến tuổi già vì nghĩ nó quá xa xôi. Còn người già đang nai lưng kiếm sống thì ân hận vì không chuẩn bị cho tuổi già từ sớm. Tuổi già thực sự không xa xôi và cũng không đơn giản như bạn nghĩ. Hãy để tôi chia sẻ với bạn ba thực trạng chứng minh cho điều này. Thứ nhất, đó là thực tế mức lương hưu không cao như bạn nghĩ. Khi về hưu, bạn chỉ được hưởng tối đa 75% trên mức lương đóng bảo hiểm trung bình trong suốt thời gian lao động. Trong khi, ngoại trừ một số doanh nghiệp nước ngoài đóng 100% mức lương bảo hiểm cho nhân viên, thì mức lương đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm khoảng 45% mức lương. Tức đa số mức lương hưu thực tế bạn nhận được chỉ bằng 33,75 mức lương trung bình trong suốt cuộc đời bạn. Ví dụ, mức lương trung bình của bạn là 20 triệu đồng trên một tháng. Nếu mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 45% thì tức bạn đóng 9 triệu đồng. Và mức lương hưu tối đa mà bạn nhận được khi về hưu là 6,75 triệu đồng một tháng. Trong khi, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới World Bank và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, để duy trì mức sống tương đương với mức trước khi nghỉ hưu, mỗi người cần có lương hưu khoảng 70-75% mức lương bình quân trong 5 năm gần nhất. Chưa kể, nếu bạn muốn có một tuổi già thoải mái hơn với con cháu, có thể chi trả cho những chi phí y tế ngày một tăng cao cho bản thân, thì bạn còn cần một mức thu nhập cao hơn. Tại Nhật Bản, tỷ lệ người già phạm tội ngày một tăng cao. Nguyên nhân là do chất lượng hưu trí quá tệ, cộng với chi phí thuê nhà, mua đồ ăn và chăm sóc sức khỏe ở Nhật quá cao, nên họ nghĩ rằng vào tù còn tốt hơn. Ít nhất được trợ cấp ăn uống, sinh hoạt miễn phí mà không cần phải đặt gánh nặng lên con cháu. Thực tế này cũng đã được thể hiện trong cuốn sách tài chính rất nổi tiếng, đó là Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30. Cho anh chị nào có quan tâm, chúng tôi có để link sách nói dưới phần mô tả. Quay trở lại với nội dung ngày hôm nay. Nếu không có lương hưu thì có lẽ những người già còn phải sống trong nợ nần hoặc phải về lại vùng quê để giảm thiểu mức sống. Một người đàn ông 69 tuổi sống tại Hiroshima đã nhận mức án 1 năm tù do ăn trộm một chiếc xe đạp và lái thẳng tới đồn cảnh sát, tự tố cáo bản thân. Về sau, ông còn cố ý cầm dao đe dọa phụ nữ để tiếp tục lĩnh án, mặc dù ông ấy không có chủ ý và không định giết ai cả. Sau khi lĩnh án tù, ông cười khúc khích và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới. Vậy nên, việc chỉ dựa vào lương hưu từ nhà nước là không đủ đáp ứng cuộc sống sau người hưu. Nếu bạn không nhận ra những điều này từ khi còn trong độ tuổi lao động, thì về già sẽ không thể cứu vãn. Thứ hai là mức lương hưu của mỗi người đang ít dần đi. Do điều kiện kinh tế phát triển, với sự chăm sóc sức khỏe ngày một tốt lên, theo đó mà tuổi thọ con người đang ngày càng tăng lên.
Kết quả của Tổng cục Điều tra từ năm 1989 đến nay cho thấy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng, từ 65,2 tuổi năm 1989 đã lên tới 73,6 tuổi năm 2019. Bên cạnh đó, số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy hiện số người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng đang ngày càng giảm. Thực tế cho thấy, năm 1996 có 217 người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng. Tuy nhiên, chỉ sau 24 năm, con số này đã giảm đi một cách đáng kể, đó là chỉ còn 7,7 người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng. Quỹ lương hưu tăng chậm trong khi số người già đang nhiều hơn và sống lâu hơn. Do vậy, mức hưởng lương hưu trên mỗi người già thực tế đang ít hơn so với giai đoạn trước. Quỹ lương hưu mà nhiều người tin tưởng có thể dựa vào khi tuổi già được Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố tại hội thảo đánh giá tài chính quỹ hưu trí tại Việt Nam, kết quả dự báo và những khuyến nghị đã đưa ra dự báo sẽ cạn kiệt vào năm 2034. Thứ ba, đó là mức chi phí tuổi già lớn hơn bạn nghĩ. Theo thông tin từ Hội nghị Lão khoa Quốc gia năm 2021, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đang tăng lên trên 73 tuổi, nhưng thời gian sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 năm. 96% người mang gánh nặng bệnh tật kép, chủ yếu là bệnh mãn tính không lây. Trung bình một người từ 65 tuổi ở Việt Nam mắc 3 bệnh. Và khảo sát nhóm trên 80 tuổi thì trung bình mỗi cụ mắc 6,9 bệnh. Trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng của người già. Chi phí y tế cho người già thì gấp 7 đến 10 lần người trẻ và người cao tuổi sử dụng 50% lượng thuốc. Khi về già, nhiều người nghĩ rằng sẽ giảm đáng kể các khoản chi tiêu so với các giai đoạn khi đi làm. Tuy nhiên, nếu như người già cắt giảm được các khoản chi phí như ăn uống, giải trí, nhưng chi phí cho sức khỏe lại tăng gấp nhiều lần, mà chi phí cho sức khỏe lại là chi phí thiết yếu, không thể không chi trả. Nếu không có tiền chi trả cho những chi phí sinh hoạt tối thiểu hay những chi phí y tế cần thiết, thì sẽ có những câu chuyện đau thương tương tự như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tại những quốc gia phát triển này, tỷ lệ người nghèo là con số không ngờ tới, tại Hàn Quốc là 43,4% và tại Nhật Bản là 19,6%. Tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên vẫn tham gia lao động tại các quốc gia này là trên 30%. Số khác khi không tham gia lao động, phải sống một mình và chịu bệnh tật thì phải chết trong cô đơn trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí lâu hơn mà không ai hay biết. Ngoài ba vấn đề xã hội kể trên, một thực trạng trong văn hóa các nước Á Đông ảnh hưởng tới tuổi hưu đó là tâm lý trẻ cậy cha, già cậy con. Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý này mà coi con cái như một tài sản đảm bảo cho tuổi già của mình. Đầu tư tiền bạc cho sự học hành và phát triển của con mà không mảy may lo nghĩ đến tuổi già của mình. Sự đạo hiếu của văn hóa Á Đông là một nét văn hóa đẹp, con cái phụng dưỡng cha mẹ là một điều nên làm. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, người khôn của khó ngày một tăng lên. Ví dụ điển hình là khi xưa mua đất xây nhà của các phụ huynh là việc không quá khó khăn, thì giờ đây, khi giá bất động sản ngày một tăng cao, người trẻ muốn mua một căn nhà để an cư lạc nghiệp là một câu chuyện vô cùng khó khăn, phải mất tới hàng chục năm trời để tích cóp hoặc rất dài về sau đó phải trả nợ. Chúng ta hẳn không hiếm gặp những câu chuyện và những mảnh đời của người già neo đơn sống trong cảnh một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. Vậy nên, các bậc phụ huynh thông thái thời nay, ngoài việc chăm lo đầu tư cho con cái phát triển, cũng cần biết lo lắng cho tuổi già của mình. Tự mình đảm bảo cho tuổi già của mình trước khi nhờ cậy đến con cái. Anh chị và các bạn thân mến, đã đến lúc chúng ta thức tỉnh khỏi cơn ru ngủ Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ dân số vàng. Thực tế, Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ già hóa dân số từ năm 2011 và tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Nếu như các quốc gia phát triển mất một thế kỷ hoặc hàng thập kỷ để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số 7% sang dân số già 14% như là Pháp mất 115 năm, Thụy Điển mất 85 năm,
thì Việt Nam chỉ mất 20 năm. Và theo dự báo, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia siêu già vào năm 2050. Người không biết lo xa, ắt sẽ buồn gần. Nếu như chỉ hoãn kế hoạch hưu trí, không tiết kiệm đầu tư cho tuổi già, anh chị đã hình dung tuổi già của mình thế nào chưa? Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.